đơn hàng của bạn Nguyên ở Hà Nội. Đây là biên bản giao hàng, biên bản giao hàng mình đã trong kiện hàng luôn. Đây kiểm tra trước khi giao hàng nha. Đây. Kẹp ngang 5 tấn AMS. Trên cái hàng chính hãng á là nó sẽ là tem nhôm giống vậy nè. Thì nó có số seri nè. 23110189. Thì trên cái thùng của nó sẽ có ghi 23110189 là của cái thùng này. Có cái thùng này ha. Còn cái con kia là chín mươi cuối nè, thấy không? Đó, cùng với số đó là hai con. Kẹp từ 0 đến 50 ly, bỏ vô chịu. Trung Quốc đây, bỏ vô trước đi. Mỗi cái có số seri rồi, có tờ certificate nè. Trong đây có luôn không? Đó. Rồi.